Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bất ngờ trúng số giàu to, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Bốn mùa chăm chỉ cấy cày, đôi tay uốn lượn quanh năm bộn bề, dù có thất bại ê chề, không hề nản chí vững vàng tiến lên, thất thần lên đứng vững vàng, càng mệt càng cố đàng hoàng yên tâm. Tử vi chọn đời tuổi Quý Mão sinh năm 1963, thần tài báo mộng, vận số giàu sang, về già cực giàu, cực sướng. Quý cô bác anh chị thân mến, khi nói về vận trình công danh sự nghiệp của các con giáp trong năm 2023 vừa qua, có người phát triển rất ảm đạm, làm ăn thua lỗ, nhưng cũng có người làm ăn phát đạt giàu có chóng mặt, người thì nợ nần chồng chất như chúa trổ, không thể trả nổi, người thì lại rất nỗ lực nhưng đôi khi may mắn chưa mỉm cười với họ, nên số phận vẫn lận đận, khổ sở đủ đường. Thưa quý vị, giàu có và hạnh phúc thì ai cũng mong muốn, nhưng đâu phải cứ mong muốn là có được phải không quý cô bác anh chị? Khi xem tử vi chọn đời tuổi Quý Mão, con giáp này là người hoạt bát, sôi nổi, hiền lành và giỏi giang, vì thế mà cuộc sống của họ thường rất bận rộn và phong phú đủ màu sắc. Theo tử vi học, Quý Mão được ông tử vi độ mạng, Phật hư không Bồ Tát Bồ Tát ban phúc, Phật Đại Thế Chí Bồ Tát ban trí tuệ và Đại sư Như Lai bảo hộ, lại thêm Phật Văn Phù Bồ Tát hộ mệnh. Nên trong cuộc đời của con giáp này dù có phải trải qua nhiều gian nan vất vả khi còn trẻ, nhưng khi về già sẽ được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý an nhàn. Trong chuyên mục tử vi 12 con giáp ngày hôm nay, thì ban biên tập chương trình kênh Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị và các bạn cùng bàn luận về tử vi chọn đời của người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, để quý vị biết được vận mệnh của mình sẽ ra sao khi về già, năm nào được hưởng phước lộc trời ban, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và gia đạo sẽ thế nào. Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết về tháng sinh phú quý và giờ sinh phát tài của bản mệnh để chúng ta hiểu rõ hơn về vận mệnh cuộc đời của mình quý vị nhé. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Tử vi chọn đời tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, thần tài báo mộng, vận số giàu sang, về già cực giàu, cực sướng. Tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, tượng trưng cho lòng tốt, sự nhạy cảm và dịu dàng. Những người tuổi Quý Mão cũng rất hiếu khách và thích giúp đỡ người khác. Đây là đặc tính tự nhiên vì họ không thích những tình huống khó lường trước. Tuy nhiên, lòng tốt và sự nhiệt tình giúp đỡ của họ thường dễ bị người khác lợi dụng. Thái độ hòa hoãn và dễ chịu của con giáp này là một sự thay đổi to lớn so với những người cùng trang lứa. Nhưng thái độ đó lại một lần nữa khiến họ dễ bị xúc phạm và lợi dụng. Trong 12 con giáp, có thể thấy rằng con giáp tuổi Quý Mão là người có tính cách dịu dàng nhất trong số những người tuổi Mão. Những ai sinh vào năm này đều là những người tinh tế, biết cảm thông, được biết đến như là người vì hòa bình. Họ ghét bạo lực và luôn hướng tới sự thanh bình. Đây là những người khá khôn ngoan, có tài nhận thức về một thế giới một cách bẩm sinh, ẩn chứa sự sâu sắc, sáng suốt bên dưới vẻ ngoài vô tình lãnh đạo, với óc sáng tạo phong phú và tâm hiểu biết cao. Con giáp này cũng là người có thị hiếu vô cùng tinh tế. Họ là những người có phong cách, với óc thẩm mỹ và khiếu nghệ thuật cao. Những người tuổi Quý Mão rất biết hưởng thụ, thích thưởng thức cái đẹp và yêu thích sự giàu sang. Họ dốc sức để đẩy mạnh hòa bình cho nhân loại và giữ gìn hòa khí giữa mọi người, tránh để xảy ra mâu thuẫn và những điều không hay, kín đáo, dễ chịu và là người bạn tốt. Mặt khác, họ khá hậm hĩnh, hay ngồi lê đôi mách và khó có thể tự vực mình dậy. Khi gặp phải hoàn cảnh éo le bất chắc, dù cởi mở dễ gần, nhưng họ thích cuộc sống yên tĩnh và tương đối bảo thủ. Sự quan tâm an ủi rất cần thiết với họ và họ thường hay than vãn mỗi khi gặp phiền toái. Đôi lúc, người tuổi Quý Mão trở thành kẻ nhu nhược và có cơ hội vì họ là người an phận. Trong cuộc sống họ không có ý tưởng cao lắm, chỉ cần lúc nào mình cũng được an toàn là được. Họ ăn nói lưu loát, có
có tài và rất tự trọng, khiêm nhường biết giữ ý tứ, có đức hạnh, có một thị hiếu hoàn hảo. Con giáp này thích giao thiệp, người ngoài rất quý mến họ. Họ cũng thích bịa chuyện nhưng bịa đặt rất tinh khôn tài tình. Những điều bị ổi họ luôn tránh đề cập trong câu chuyện. Đa phần Quý Mão rất gắn bó với những ai họ cảm mến, không mặn mà với họ hàng bè bạn. Họ không dễ gì mất bình tĩnh, rất đằm tính, tránh cáu giận. Họ đặc thành đạt trong kinh doanh. Về khí chất, Quý Mão thuộc loại yêu tư, dễ mủi lòng, thậm chí rất mau nước mắt. Đa phần con giáp này cũng là những người mọt sách nhưng lại chẳng thông thái bao nhiêu. Số họ rất đỏ trong những trò cờ bạc đỏ đen, bởi lẽ họ có một mẫn cảm tuyệt vời khi chọn bài đặt cửa. Họ khá bảo thủ và không bao giờ làm gì nếu chưa cân nhắc kỹ lợi hại hơn thiệt. Và trong đời sống thì ai cũng phải trải qua những thăng trầm, những khó khăn vất vả, vấp ngã và đôi lúc những rủi ro đáng tiếc, tai ương giật mình. Có thể thấy rằng cô bác tuổi Quý Mão là những người đã nếm trải quá nhiều đắng cay trong cuộc đời, vui có buồn tủi cũng không phải ít. Những khi làm việc tốt giúp người nhưng lại nhận về sự phản bội, cùng với đó là mất tiền, mất của và mất luôn tình cảm ấy. Bên cạnh đó cũng có những con giáp tuổi Quý Mão được quý nhân tương trợ, hỗ trợ nhiệt tình khi bản mệnh gặp khó khăn. Nhưng Quý Mão sẽ khắc cốt ghi tâm, biết trân trọng những người luôn sẵn lòng giúp đỡ khi ta gặp khó khăn. Cuộc đời Quý Mão mạnh kim, không bà không bạn, không ai giúp mình, bao nhiêu thất bại khổ đau từ nay chấm hết vận xui đến mình, một thân cố gắng không ngừng, bốn mùa sung túc giàu sang bất ngờ. Tử vi tuổi Quý Mão 1963, chi tiết tử vi chọn đời. Quý Mão sinh năm 1963, thuộc cung Đoài, trực Mãn, mạng kim bạch kim là vàng trắng, các lư trung hỏa, con nhà bạch đế là phú quý, xương con mèo, tướng tinh con hương. Cuộc đời có ông tử vi độ mạng, lại thêm Phật văn phù Bồ Tát hộ mệnh, cuộc đời càng về sau càng nhận được nhiều phúc lành. Nếu siêng làm việc thiện, ăn ở hiền lành sẽ được gia tăng thêm tuổi thọ. Về tính cách, trời sinh người tuổi Quý Mão rất thông minh, thân thiện lịch sự nhưng đôi lúc bị nói là lạnh lùng và cao ngạo. Họ gây ấn tượng với người khác bằng sự tinh tế duyên dáng và ta nhã của mình. Họ luôn cầu toàn trong công việc và cực kỳ lãng mạn trong tình yêu. Đặc biệt, những người tuổi này sẵn sàng chấp nhận thua trong các cuộc cãi vã để đổi lấy sự hòa giải, nên rất ít ai ghét họ. Người tuổi Quý Mão thường có trí tuệ hơn người, làm việc rất rõ ràng và minh bạch, tuy nhiên lại hay đa tình, do dự, bướng bỉnh. Họ đưa ra những lời khuyên đúng đắn với người khác và sẽ tiếp nhận góp ý từ người khác trong công việc để tốt hơn. Tính cách của họ quyết định phần lớn sự thành công và sống an bình đến suốt đời, bởi họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, biết suy nghĩ tiết kiệm và có giao tiếp rộng rãi, nên tài lộc của họ rất tốt, sự nghiệp chính vì vậy mà luôn thuận lợi, không lo lắng việc thiếu bạc tiền đến cuối đời. Tuổi Quý Mão 1963, mèo trong rừng núi, thuộc mệnh kim trong ngũ hành, là người có cuộc sống no đủ hưởng nhiều phúc lộc, gặp hung hóa cát, trẻ không giàu có dư dật, nhưng về già hưng vượng, thu chi thoải mái, thời con gái trung niên sung túc, về già phải chịu nhiều thiệt thòi, cần phải chú ý giữ gìn. Họ là người có ý thức rõ ràng về bản thân, đồng thời luôn muốn khẳng định mình. Họ cũng có sức khỏe dồi dào và tính cách kiên cường, thẳng thắn. Họ thường không bao giờ đầu hàng trước khó khăn, thậm chí còn không muốn bộc lộ những nỗi khổ tâm của mình cho người khác biết, mà chỉ âm thầm chịu đựng. Đời sống nội tâm của họ khá sâu sắc, tình cảm phong phú nhưng thường giấu kín trong lòng. Chính kiểu tính cách đó đã tạo nên ở họ sự không ổn định, cả trong tâm lý và tình cảm. Cũng chính vì lý do này mà những việc họ làm đều khó có thể kéo dài và thường phải bỏ cuộc giữa chừng. Nếu được sao tốt tương trợ, người tuổi Mão mệnh kim rất có thể sẽ làm được việc lớn nhờ vào tài năng và những hành động đúng đắn kịp thời của mình. Nếu không được sao tốt tương trợ, họ dễ rơi vào vòng nguy hiểm vì xung đột với người xung quanh. Trong cuộc sống, tuổi Quý Mão sinh năm 1963 có mối quan hệ xã giao tương đối tốt. Khi trò chuyện với họ, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ. Nếu bạn mà không xã giao tốt thì bạn sẽ có cảm giác cô độc và trống vắng. Nhiều khi tính cách họ bảo thủ, nhưng họ vô cùng hiền lành và không thích cạnh tranh theo hướng tiêu cực với người khác. Có tính cạnh tranh nhưng lại là người biết nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ cho người khác. Chính vì vậy mà họ dễ được mọi người yêu quý. Tính tình cởi mở nhiệt tình, có tấm lòng lương thiện. Khi trò chuyện họ luôn là người vô cùng vui tính và hài hước. Bạn bè luôn yêu quý họ. Xét theo thiên can, Quý Mão có thiên can là quý. Quý thủy thuộc âm, chỉ nước của mưa, còn có nghĩa là ôm ấp, mầm mống bên trong. Quý thủy là em gái của thủy, có tính cách chính trực, cần mẫn, dù gặp hoàn cảnh khó khăn cũng cố gắng mở đường thoát khỏi. Quý Mão là người trầm tư, bản tính cực kỳ nhạy cảm, khiến họ dễ bị tổn thương và buồn phiền vì những chuyện cãi cọ. Năng lượng thủy củng cố bản năng nhạy cảm của tuổi Mão, con giáp này không thể chịu đựng những bất đồng ý kiến. Quý Mão cực kỳ thân ái, hòa đồng mặc dù đôi khi có thể hướng nội và ẩn mình. Họ nhận được nhiều sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Sự đồng cảm mạnh mẽ toát ra từ con giáp này khiến mọi người đổ xô đến họ để tìm lời khuyên hay sự an ủi.
Quý Mão có khả năng nắm bắt suy nghĩ và tình cảm của người khác và truyền cho đối phương những ý tưởng của mình. Tuy nhiên, họ thường nặng lòng hoặc bận tâm quá mức vì rắc rối của người khác. Sự hào phóng của họ cả về thể lực lẫn cảm xúc có thể bị người khác lợi dụng. Quý Mão thích sự yên ấm, họ rất tinh tế và dễ tiếp thu ý kiến của người khác. Tuổi này thường thích thả mình theo dòng chảy sự kiện, tránh mọi xung đột. Sự mềm dẻo giúp họ vươn lên đỉnh cao, dễ phải lòng nhưng họ chỉ muốn phụ thuộc vào người mình tin tưởng. Xét theo địa chi, Quý Mão có địa chi là Mão. Mão có nghĩa là đội, tức là những mầm non đã vươn lên khỏi mặt đất. Để đón ánh mặt trời lên, Mão đại diện là mộc, nên đại diện cho các nghề sơn lâm, chế biến gỗ, giấy, sách báo, làm vườn, trồng cây cảnh, phục trang, dệt, đóng thuyền, vân vân. Như vậy Quý Mão có thiên can quý, địa chi Mão nên có ý nghĩa là quá lâm chi thố, tức thỏ qua rừng, tượng trưng cho người có cuộc sống no đủ, hưởng nhiều phúc lộc, gặp hung hóa cát, trẻ không giàu có dư dật, nhưng về già hưng vượng, thu chi thoải mái, thời con gái trung niên sung sức, về già phải chịu nhiều thiệt thòi, cần phải chú ý giữ gìn. Họ là người có ý thức rõ ràng về bản thân, đồng thời luôn muốn khẳng định mình. Họ cũng có sức khỏe dồi dào và tính cách kiên cường thẳng thắn. Họ thường không bao giờ đầu hàng trước khó khăn, thậm chí còn không muốn bộc lộ những nỗi khổ tâm của mình cho người khác biết, mà chỉ âm thầm chịu đựng. Đời sống nội tâm của Quý Mão khá sâu sắc, tình cảm phong phú nhưng thường giấu kín trong lòng. Chính kiểu tính cách đó đã tạo nên ở họ sự không ổn định trong cả tâm lý và tình cảm. Cũng chính vì lý do này mà những việc họ làm đều khó có thể kéo dài và thường phải bỏ cuộc giữa chừng. Nếu được sao tốt tương trợ, người tuổi Quý Mão mệnh kim rất có thể sẽ làm được việc lớn nhờ vào tài năng và những hành động đúng đắn kịp thời của mình. Nếu không được sao tốt tương trợ, họ dễ rơi vào vòng nguy hiểm vì xung đột với người xung quanh. Xét theo ngũ hành, Quý Mão mệnh kim bạch kim, nam và nữ sinh năm 1963 tuổi Quý Mão, quá lâm chí Mão, hay còn gọi là mèo qua rừng, mệnh kim, kim bạch kim, nghĩa là vàng thành thỏi. Những người tuổi Quý Mão, mệnh kim bạch kim, tâm tính thường cô độc, ít hòa hợp với người thân trong gia đình. Họ có vẻ mặt hờ hững, tác phong quả quyết dứt điểm và cứng rắn, bản lĩnh. Trong đời sống và việc làm, họ thường giải quyết và xử lý dứt điểm, luôn vượt qua mọi sóng gió thử thách, khí kim hờ hững, sát phạt tiêu điều, nên tâm lý của họ ít hợp người thân trong gia đình, sống khá cô độc, thiên về lý trí nhiều hơn tình cảm. Từ lúc còn nhỏ, người tuổi Quý Mão mệnh kim bạch kim đã là những đứa trẻ khá bướng bỉnh, khó uốn nắn, dạy dỗ thường mất nhiều công sức của thầy cô. Khi trưởng thành họ đổi khác nhiều, sống nội tâm, thích tâm lý hơn là chuyện trò bộc bạch. Khi đã thao tác thì họ quyết đoán, can đảm và mạnh mẽ cương nghị. Trong ngũ hành, kim chỉ nghĩa khí, nên những người được hội tụ cao độ và thuần khiết về kim thường tôn trọng công bằng, trọng lý lẽ sống có nghĩa khí công tâm. Xem tử vi người tuổi Quý Mão, mệnh kim bạch kim là những người trung thành với chủ. Họ trung thành với chủ với cương vị thao tác, giữ đúng chức trách được giao, bền vững và kiên cố trong tình bạn, rất trọng uy tín trong đời sống và thương trường, đã hứa là sẽ cố gắng nỗ lực thao tác, thực thi bằng mọi giá, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Người mệnh này thích tâm lý, có sức tập trung chuyên sâu cao độ trong tư duy việc làm. Khi họ tâm lý thao tác, nghiên cứu và điều tra, có vẻ như không bị ảnh hưởng tác động bởi ngoại cảnh, nên mọi thứ quanh mình trầm tư. Mọi hoạt động giải trí của họ lúc này hướng cả vào yếu tố cần xử lý, giống như một con lạc đà khi đã nhịn khát mấy ngày, thì nó uống nước quên cả mối rình rập đe dọa xung quanh. Người sinh năm 1963, tuổi Quý Mão là người gần gũi và tinh tế. Họ là một người vô cùng cầu toàn trong các mối quan hệ, nhưng vẫn luôn biết cách đối nhân xử thế, cảm thông và lắng nghe người khác, nên được mọi người yêu mến tôn trọng. Khí chất của các đồ kim ngân, tài bảo, đơn vị chức năng tiền tệ trong dòng máu của người tuổi Quý Mão mệnh kim bạch kim, nên họ ý thức cao về bản thân. Cái tôi cá thể lớn, hùng vĩ hơn người, giàu trí tiến thủ, ham thao tác, mê kiếm tiền phấn đấu vì sự nghiệp. Quý Mão nữ mạng là người hiền dịu, đảm đang luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không cân nhắc suy nghĩ đến lợi ích của bản thân. Họ luôn thông cảm lắng nghe và chia sẻ nỗi đau của người khác. Phụ nữ tuổi Quý Mão khá đặc biệt, họ có thể hy sinh mọi thứ cho gia đình và biết cách dành thời gian tiền bạc, công sức để tạo không gian sống thoải mái, dễ chịu nhất cho những người xung quanh mình. Đặc biệt, sau khi kết hôn họ sẽ tận tâm tận lực chăm sóc chồng con. Họ cực kỳ thích thú với việc chăm lo, trang hoàng cho tổ ấm của mình. Cuộc đời về hậu vận sẽ gặp rất nhiều may mắn và thành công, công danh sự nghiệp rộng mở sáng lạn, tình duyên viên mãn, tài lộc dồi dào, cả tiền vận, trung vận và hậu vận đều thành thơi, an nhàn hưởng phúc không phải muộn phiền bất cứ chuyện gì. Theo tử vi tuổi Mão, những người tuổi này có số hưởng thọ từ 78 cho đến 89 tuổi, nếu sống lương thiện làm nhiều việc tốt, tích phúc tích đức tự khắc được tăng kỳ. Nam mạng 1963 là người có tư chất thông minh, lại mưu trí, nên sự nghiệp dù có lúc thăng trầm nhưng sẽ vượt qua và có quý nhân phù trợ,
bước vào tuổi trung tuần, bản mệnh nếu biết hành thiện, tu tâm cuối đời sẽ ổn định an nhàn. Những người này có số hưởng thọ từ 76 đến 85 tuổi. Nếu ai ăn ở hiền lành, lương thiện, làm nhiều điều tốt thì tự khắc được tăng tuổi thọ. Xét về phương diện công danh sự nghiệp cuộc đời của tuổi Quý Mão. Tuổi Quý Mão rất có duyên với các lĩnh vực như chính trị, quản lý tài chính, ngân sách, kinh doanh, nhất là lĩnh vực bất động sản hay vàng bạc, đá quý, thường có thành tựu cao, tính công tâm, nghiêm túc, đưa ra một số người có duyên với luật pháp, thẩm phán, tư duy nhạy bén chính xác của họ, rất lợi đối với các lĩnh vực khoa học tự nhiên, toán học, vật lý, vân vân. Trong công việc, người tuổi Quý Mão rất tinh nhanh, giàu trí tưởng tượng và cực kỳ nhạy bén, nên họ luôn thành công trong các lĩnh vực cần sự tính toán chính xác, kinh doanh hoặc nghệ thuật. Tuổi Quý Mão khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, tài trí và khả năng tập trung cao độ trong công việc. Từ đó họ làm việc năng suất có thể gấp nhiều lần người khác, dù trong bất kỳ tình huống nào, hoàn cảnh nào, những người tuổi Quý Mão đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh hòa hợp. Thường người sinh năm Quý Mão phần lớn là người có tài đức xuất sắc hơn người. Họ sống cá tính với những nét nổi bật như là sống ung dung, tự do tự tại và luôn luôn lạc quan, lương thiện dễ tha thứ cho người khác, hoạt bát thích ứng với mọi hoàn cảnh, có thể sống thân tình với bất cứ ai, kiên cường bất khuất nhưng cũng nhường nhịn, không thích tranh giành với người khác, có chí tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi cơ hội khi vận may tới để vươn lên. Tuổi Quý Mão có sự phát triển về cơ nghiệp được nhanh chóng, cuộc sống vào lúc trung vận có được nhiều kết quả tốt đẹp, vào hậu vận thì được đầy đủ và an nhàn sung sướng. Tóm lại, tuổi Quý Mão tạo được nhiều tốt đẹp và hy vọng thành công trong cuộc sống và sự nghiệp. Công danh của tuổi Quý Mão năm Mạo 1963 chỉ vào mức độ trung bình mà thôi. Về gia đạo thì có nhiều điều tốt đẹp, vào trung vận có nhiều tốt đẹp về gia đạo và hạnh phúc, sự nghiệp có nhiều tốt đẹp, cuộc sống về tiền bạc được dư giả, có số hưởng thụ về tiền bạc. Tuổi Quý Mão hợp làm ăn với tuổi nào? Tuổi Quý Mão hợp làm ăn với các tuổi Quý Mão, Ất Tỵ và Kỷ Dậu. Kết hợp làm ăn hay giao dịch với những tuổi này thì sẽ gặp nhiều may mắn, dễ thành công trong công việc mà không lo bị thất bại. Ngoài ra, tuổi Quý Mão đại kỵ với những tuổi Nhâm Tý và Canh Tý. Gặp tuổi này thì không nên kết duyên hay hợp tác làm ăn. Nếu kết duyên hay hợp tác làm ăn thì sẽ dễ đổ vỡ không tốt. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Vận mệnh người tuổi Quý Mão khá là có duyên với tài lộc, thường hay có được vận may tài lộc đầy nhà. Bạn không phải là người thiếu tiền. Những người tuổi Quý Mão có khả năng kiếm tiền, bạn cũng biết cách lập kế hoạch cho tương lai của mình. Người tuổi Quý Mão sẽ rất chắc chắn về những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Quý Mão sẽ không chỉnh mảng trong việc kiếm tiền. Bạn coi việc kiếm tiền là một thú vui, tích lũy tiền bạc ngày càng nhiều. Những người cầm tinh Quý Mão thường là những người giàu có, bởi tính cách mong ước sự an toàn và ổn định, nên bạn có xu hướng sống ổn định khi về già, có thể sống cuộc sống thoải mái không phải lo lắng về tiền. Song, người này nên cực kỳ cẩn trọng, bởi tiền bạc có nhiều trong tay, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể có chuyện bất trắc xảy ra, khiến phá tài hao của. Các vấn đề về việc vay tiền nên được xử lý đúng đắn để tránh tranh chấp sau này và mất đi những người bạn quý giá của bạn. Bản mệnh cũng nên hạn chế tiếp xúc với lĩnh vực đầu tư, tuyệt đối tránh xa cờ bạc, vay nặng lãi, nên thắt chặt chi tiêu tránh những cuộc vui chơi sa đọa không cần thiết. Như chúng ta đã biết, trong cuộc đời kiếm được tiền là phát tài phát lộc, nhưng biết giữ tiền chi tiêu cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc vượng, tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng lại chi tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc vượng mà chẳng tiết kiệm được là bao, đó là vì mệnh họ giữ tài không được hậu, vận tài lộc lưu liên không được tốt. Tiền kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng rất nhanh. Muốn có tài lộc tốt thì phải có kho để cất giữ, không có kho thì sẽ chẳng thể nào giữ được tiền, và cát tường lưu liên sẽ giúp cho tài lộc hàng năm thêm thịnh vượng và cũng có vai trò rất quan trọng. Không cần biết đường tài lộc của bạn ra sao, trước tiên phải làm cho tài lộc lưu liên thêm vượng phát và ít bị phá tài. Đường tài lộc của cô bác tuổi Quý Mão là rất tốt, nhờ quý nhân kịp thời ra tay tương trợ nên mọi chuyện đều làm rất thuận buồm xuôi gió. Nguồn tiền bạc mà họ có thì phần lớn đều đến từ việc đầu tư để thu lợi nhuận, chứ không phải do vất vả kinh doanh mà có được. Người này may mắn có rất nhiều cơ hội để phát tài bất ngờ, hiếm khi phải lo giàu và phiền muộn vì tiền bạc. Xét về phương diện sức khỏe tuổi Quý Mão 1963. Với tất cả những rủi ro về áp lực công việc, tình cảm gia đạo, sức khỏe của tuổi Quý Mão khi trưởng thành không được tốt. Những áp lực trong cuộc sống có thể khiến bạn gặp phải một số bất cẩn trong sinh hoạt hàng ngày và gặp một số hậu quả nghiêm trọng, nên cẩn trọng khi đi xe, thắt đai an toàn, không đi một mình. Nếu có kế hoạch đi du lịch dài hạn hay đi xa thì nên tạm hoãn lại đến năm sau. Nếu mắc một số bệnh cũ thì nên tái khám thường xuyên, tránh để bệnh nặng, sẽ khó qua khỏi. Hiện tại cô bác cũng không còn ít tuổi,
việc chăm sóc sức khỏe hiện tại là rất cần thiết. Về tình duyên gia đạo tuổi Quý Mão 1963. Tuổi Quý Mão thường đào hoa, thời trẻ có nhiều mối tình. Trong tình trường họ thường trải qua nhiều sóng gió, biến cố rồi mới yên định. Bản thân những người tuổi này thông minh, mềm mỏng, hoạt bát, hình thức ưa nhìn nên có sức hút với người khác giới mạnh. Tuổi Quý Mão lạnh lùng thờ ơ, con trai cứng rắn ra trường, nữ mệnh có cá tính mạnh. Thường trong hôn nhân của họ dù sao cũng vẫn có khoảng cách nhất định, dù họ chung thủy, trọng lời hứa và chữ tín. Đối với vấn đề tình cảm, người tuổi Quý Mão sống rất tình cảm, thích yên ổn, luôn nhạy cảm. Họ có nghệ thuật yêu đương để tạo ra sự cuốn hút đối với người khác giới. Tuổi Quý Mão giàu óc tưởng tượng, đặc biệt tế nhị trong cách ứng xử với vợ hoặc chồng. Đôi khi họ cũng rơi vào cảm giác bất an lo lắng, khá nhạy cảm, dễ xúc động và có đời sống nội tâm phong phú. Bởi vậy, họ dễ tổn thương, cũng dễ tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Trong một số trường hợp họ có nhiều phán đoán nhanh chóng chính xác, như thể được giác quan thứ 6 mách bảo. Mặc dù luôn được khen là con mèo khôn ngoan, nhưng tuổi Quý Mão cũng có những nét tính cách trở thành nhược điểm. Ví dụ, như một số người tuổi Quý Mão, tính cách hơi thất thường, mâu thuẫn trong suy nghĩ khá bảo thủ, không nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai. Về hôn nhân tuổi Quý Mão, nếu tuổi Quý Mão kết hôn với các tuổi Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Tân Hợi, Tân Sửu thì sẽ có cuộc sống hạnh phúc, giàu sang phú quý, có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp vì những tuổi này hợp với bạn cả về tình duyên lẫn đường tài lộc. Nếu tuổi Quý Mão kết hôn với các tuổi Giáp Thìn, Bính Ngọ, Canh Tuất, Nhâm Dần thì bạn chỉ có cuộc sống ở mức độ trung bình mà thôi. Vì những người tuổi này hợp với bạn về tình duyên nhưng không hợp với bạn về đường tài lộc. Nếu tuổi Quý Mão kết hôn với các tuổi Mậu Thân, Canh Thân, Nhâm Dần thì bạn sẽ có cuộc sống túng thiếu, vợ chồng không được thuận hòa, gặp trở ngại trong con đường công danh và sự nghiệp vì những tuổi này không hợp với bạn về đường tình duyên lẫn đường tài lộc. Nữ mạng Quý Mão sinh vào các tháng 1, 2, 10 và 11 âm lịch sẽ gặp khá nhiều trắc trở trong chuyện lập gia đình. Tuổi Quý Mão nam mạng sinh vào các tháng 1, 5, 6, 9 và 10 âm lịch thì có số đa thê, tức là số nhiều vợ hay chịu cảnh đa đoan về đàn bà. Giờ sinh phát tài tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Sinh giờ Tý, tức là từ 23 giờ đến 1 giờ đêm. Phong cách sống phóng khoáng, có đôi chút phong lưu. Họ không thích bị bó buộc vào một khuôn mẫu nhất định, trong sự nghiệp dễ thay đổi công việc thường xuyên. Sinh giờ Sửu, tức là từ 1 đến 3 giờ đêm. Số mệnh người sinh giờ này sinh sống làm ăn xa quê, muốn thành công cần nỗ lực nhiều hơn hẳn người khác. Sinh giờ Dần, từ 3 đến 5 giờ sáng. Tính cách nóng nảy, ít giữ mồm miệng và phản ứng mạnh khi gặp chuyện bất bình, cần kiềm chế bản thân, biết nhẫn nhịn mới có thể gặt hái thành quả. Sinh giờ Mão là từ 5 đến 7 giờ sáng. Họ là những người xuất chúng, năng lực và khả năng lĩnh ngộ vượt trội, do vậy dễ tạo được dấu ấn trong sự nghiệp. Sinh giờ Thìn, từ 7 đến 9 giờ sáng. Cuộc sống gặp một số trắc trở, nhưng không phải là không thể vượt qua. Họ chỉ cần quyết tâm nỗ lực hết mình tất sẽ thuận lợi, thậm chí còn hơn nhiều người khác. Sinh giờ Tỵ, từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Giờ sinh này ứng với tròn sao dịch Mã, họ phải bôn ba vất vả rất nhiều mà không biết chia sẻ cùng ai. Sinh giờ Ngọ, từ 11 giờ trưa đến 13 giờ chiều. Tuy vấp phải một vài hiểm nguy, nhưng đều được hóa giải ngay sau đó, đời sống tình cảm đủ đầy, gia đạo yên ấm hòa thuận. Sinh giờ Mùi, từ 13 đến 15 giờ chiều. Người sinh vào giờ này trí tuệ hơn người, thông minh sáng lạn, thành tích học tập cao. Sinh giờ Thân, từ 15 đến 17 giờ chiều. Đường đời không có nhiều thăng trầm, mọi sự ở mức bình hòa, chỉ cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe thì mọi sự không có gì xấu. Sinh giờ Dậu, từ 17 giờ chiều đến 19 giờ tối. Họ chịu nhiều vất vả và trắc trở, sự nghiệp cần nỗ lực kiên trì, gặp khó không nản mới thu được trái ngọt. Trong gia đình nên chịu khó nhường nhịn lẫn nhau, không phải chuyện to tát thì đừng nên mang ra cãi vã. Sinh giờ Tuất, từ 19 giờ tối đến 21 giờ tối. Họ chủ trương làm nhiều hơn nói, đã quyết tâm thì nhất định phải làm, không vì gian nan mà từ bỏ. Sinh giờ Hợi, từ 21 giờ tối đến 23 giờ đêm. Cuộc đời vất vả hơn các giờ sinh khác, nhưng đừng vì vậy mà nản chí. Tốt nhất để hóa giải làm việc gì cũng nên cẩn trọng, tất sẽ ít mắc sai lầm. Tiếp theo là vận mệnh của cô bác tuổi Quý Mão theo tháng sinh. Quý Mão sinh vào tháng 1 âm lịch. Thời điểm này trong năm rơi vào tiết Tân Xuân, là lúc mừng đón xuân về, nên người tuổi Quý Mão sinh tháng này cũng được hưởng lây phúc lộc đất trời, cuộc đời no ấm đủ đầy. Tuy nhiên con giáp này vẫn chịu nhiều vất vả, chạy vạy ngược xuôi mà không có được nhiều cơ hội phát tài,
Nếu được hồng phúc cha mẹ che chở thì số phận bớt long đong, nên tìm công việc thực tế an phận, làm tốt nhiệm vụ của mình, có kế hoạch thu chi hợp lý thì sẽ tránh bớt được những khổ sở trong đời. Quý Mão sinh vào tháng 2 âm lịch. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 2 âm lịch rơi vào tiết Kình Chập là lúc vạn vật sinh trưởng, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa lá tốt tươi. Sinh vào thời điểm này trong năm tuy cũng phải gánh chịu không ít phong ba bão táp trong đời, nhưng kết cục vẫn vô cùng tốt đẹp, cơm ăn áo mặc đủ đầy, có tiền bạc, có công danh sự nghiệp, tiền đồ sáng lạng rạng rỡ. Nếu có thể kiên trì vượt qua những khó khăn trong cuộc đời thì bản thân người tuổi Quý Mão sẽ càng ngày càng thêm mạnh mẽ hơn, có nhiều kinh nghiệm, có đủ năng lực để ứng phó với mọi sự trên đời, chẳng có gì là không thể vượt qua. Con đường phía trước vô cùng tươi sáng, hạnh phúc ngập tràn. Quý Mão sinh vào tháng 3 âm lịch. Trong năm rơi vào tiết Thanh Minh, trời đất giao hòa, phúc lộc tràn trề. Bất kể là nam hay nữ thì đây đều là người có phúc. Sinh vào tháng này là người thông minh lanh lợi, tư duy phóng khoáng, nhạy bén, có tầm nhìn xa, có chí hướng hơn người, nên cuộc đời có nhiều tiền đồ rộng mở, công danh sự nghiệp thành công, có quyền lực hơn người. Dù là trên con đường sự nghiệp hay tài vận, họ đều gặp nhiều may mắn, mưu sự tất thành, cầu được ước thấy. Họ dựa vào chính sức mình và năng lực của bản thân, cộng thêm vận may trời ban mà gây dựng nên sự nghiệp. Quý Mão sinh vào tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ trong năm, tuy tiết trời chuyển sang nóng bức, nhưng cây cối lại sung xuê tươi tốt, nên cuộc đời của Quý Mão sinh vào tháng 4 sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong đời. Bất kể theo nghề gì thì họ cũng có thể tạo dựng được sự nghiệp thành công vang dội, tiền bạc đầy túi, cuộc sống gia đình hạnh phúc thuận hòa, vợ chồng đều có được vinh hoa, con cháu đời sau thành danh hiển hách, tài vận hanh thông vạn sự như ý. Cuộc đời người tuổi Quý Mão sinh tháng này bình an, mọi sự thuận lợi, hạnh phúc đủ đầy, phú quý vượng phát. Quý Mão sinh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch trùng với tiết Mang trùng, dù là nam mệnh hay nữ mệnh, chỉ cần là người tuổi Quý Mão sinh vào tháng này đều công danh hiển hách, tiền bạc dư dôi. Tuy tiền vận có phần khốn khó, nhưng tới trung vận, hậu vận thì cực kỳ vượng phát, vinh hoa phú quý không ai bằng. Người sinh vào tháng 5 âm lịch có đầu óc kinh doanh nhạy bén, có tài làm ăn buôn bán, biết tự tay gây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, họ lại rất nho nhã, có tu dưỡng, biết kính trên nhường dưới, rất được lòng mọi người, chân thành chính trực nên cũng được nhiều người tin tưởng và đồng ý hợp tác. Cuộc đời người tuổi Quý Mão sinh tháng này êm đềm, không phải trải qua đại nạn, cũng không gặp phải nguy nan, vạn sự thuận lợi như ý, đại cát đại lợi. Quý Mão sinh vào tháng 6 âm lịch. Rơi vào tiết Tiểu Thử trong năm, đây là thời điểm vạn vật đổi mới, cây cỏ hoa lá tốt tươi. Vận mệnh của người tuổi Quý Mão sinh tháng này cũng theo đó mà hưởng khí chất đất trời. Họ có tài lãnh đạo xuất chúng, giỏi bao quát chỉ huy. Trên con đường công danh sự nghiệp, người này chăm sự đều thuận lợi, thăng tiến ầm ầm, vận may tới tấp, gia đình hạnh phúc, con cái thảo hiền, vợ chồng hòa thuận. Sức khỏe của người này cũng rất tốt, họ sống hài hòa và nhận được sự tôn trọng của những người xung quanh. Quý Mão sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết Lập Thu. Người sinh tháng này tư chất thông minh, có ngộ tính cao, dù là nói hay làm cũng đều nhanh nhẹn linh hoạt, tạo cảm giác đáng tin cậy. Họ gặt hái được rất nhiều thành công trong công việc, không phải trải qua đại nạn gì mà cơ bản trên con đường thăng tiến thuận lợi, mọi sự đều cát lành như ý. Tài trí hơn người, nhân cách cũng chính trực cao sang. Người tuổi Quý Mão sinh tháng 7 âm lịch, có tài lộc dồi dào, cơm no áo ấm chẳng bao giờ lo túng thiếu. Quý Mão sinh vào tháng 8 âm lịch. Sinh vào tiết Bạch Lộ trong năm, đây là người có mệnh vinh hoa phú quý đại cát đại lợi. Sinh vào tháng này người tuổi Quý Mão tâm địa thiện lương, không bao giờ có tâm hại người, càng chẳng nghĩ đến việc chèn ép, ức hiếp bất cứ ai. Đường nhân duyên của người này vô cùng tốt, họ luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, dù nguy nan tổn hại đến bản thân mình cũng chẳng từ, làm việc tốt không chờ ơn báo đáp. Vận mệnh của người tuổi Quý Mão sinh tháng 8 âm khá tốt, nhiều người có thể làm quan chức, bổng lộc đầy tay, công danh hiển hách phú quý cho đến hết đời. Khả năng ứng biến khá tốt, giỏi phân tích vấn đề, nên con đường thăng tiến hanh thông rộng mở. Đường tài lộc của con giáp này cũng khá sáng, tiền bạc dồi dào, con cháu cũng có điểm báo phát đạt. Quý Mão sinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn Lộ. Sinh vào tháng này trong năm, ý chí của người tuổi Quý Mão không được kiên cường cho lắm. Họ có chút gì đấy an phận thủ thường, thiếu dũng khí tiến lên phía trước, càng không thể coi là hãnh tiến, cũng không có ý thức tiết kiệm tiền bạc, sống thờ ơ lười biếng, mọi sự đều nghe theo số trời định sẵn, không mấy khi cố gắng hết mình để giành được những gì mình muốn. Tuy số phận không bạc đãi, chẳng đến mức túng thiếu, nhưng cũng không thể xem là đại phú đại cát. Chính vì thế mà họ càng không thấy hài lòng, không biết đủ mà oán trách ông trời, than thở mình sinh ra không gặp thời, ý chí lại càng thêm sa sút, nản lòng nhụt chí, dần dần trở nên tự ti, suy nghĩ tiêu cực. Có thể nói,
khuyết điểm lớn nhất của người tuổi Quý Mão sinh vào tháng 9 âm lịch chính là không có tinh thần cầu tiến. Nếu có thể khắc phục được điểm này, chắc chắn họ sẽ có được con đường thăng tiến không tồi. Quý Mão sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm theo lịch cổ là tiết lập đông, trời đất chuyển sang lạnh lẽo cô liêu. Người này từ nhỏ đã mang mệnh cô đơn, sẵn sàng đóng cửa tự mình mua vui cho chính bản thân mình. Tính cách có phần lập dị, họ sống cô độc không thích các hoạt động xã giao, chỉ thích giấu mình một nơi an toàn không ai hay biết, phẩm chất thanh cao, thậm chí có phần tự phụ. Người tuổi Quý Mão sinh tháng này không quan tâm đến bất cứ ai, cũng không màng đến ý kiến của người nào. Họ không thích nổi bật, không thích đứng ra trước chốn đông người. Tuy trong đời khó tránh khỏi những lúc giờ hiểm gặp phải nguy nan, song người sinh tháng 10 âm được quý nhân phù trợ, nên đều có thể hóa nguy thành an, thuận lợi vượt qua những cửa ải khó khăn. Quý Mão sinh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trong năm là tiết đại tuyết. Xem tử vi, Quý Mão sinh tháng 11 là người trọng nghĩa khinh tài, rất yêu quý bạn bè, tài lộc dễ tụ nhưng cũng dễ tán, tiền vận tài khí đủ đầy, vạn sự như ý, song phải đến năm 39, 40 tuổi thì mới coi là phát đạt, phú quý hơn người. Số mệnh người tuổi Mão sinh tháng này có thể nói là khá tốt, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Quý Mão sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch trùng với tiết tiểu hàn trong năm, đây là người tư chất thông minh định hộ, khéo léo giỏi giang, họ làm gì cũng chu đáo và tỉ mỉ, túc trí đa mưu, ý chí cao ngất trời, lại ham học hỏi, chẳng nề hà bất cứ điều gì, nhờ thế mà cuộc sống sau này khá tốt đẹp, công danh bổng lộc chẳng kém ai, tiêu diêu tự tại chẳng phải lo phiền bất cứ điều gì, là người khoan dung và độ lượng. Người tuổi Quý Mão sinh tháng này, tính tình phóng khoáng, lại được trời thương nên tài lộc dồi dào, tiền bạc dư dôi, từ trung vận không nhờ cậy đến ai mà tự tay gây dựng cơ đồ, dần dần đạt mức vinh hoa phú quý, có người giúp đỡ, có thần tài trợ lực. Thưa quý vị, con người đều có những thời điểm không thoải mái, nhưng đừng để người khác thấy được sắc mặt khó chịu của bạn. Làm người cảnh giới cao nhất chính là để người khác được vui vẻ, lại khiến chính mình được thoải mái. Vẻ mặt ôn hòa là lễ độ. Đối với người xa lạ, vẻ mặt ôn hòa là phép tắc căn bản nhất trong giao tiếp. Làm người kiêng kỵ nhất chính là quá đề cao cảm giác của bản thân. Đối đãi với người thân phận cao hơn thì mặt như gió xuân. Đối đãi với người không bằng mình thì mặt như băng xương. Coi thường hiển lộ rõ ra mặt. Có câu rằng, sông có khúc, người có lúc, ý nói. Đời người luôn biến đổi không ngừng. Hiện tại bạn đối với người khác khinh thường, thì cũng sẽ có người khinh thường bạn. Con người phải học được cách hoán đổi vị trí. Để suy nghĩ đối nhân xử thế cần có lễ độ. Giữa người với người, chính là có mối quan hệ qua lại. Bạn trao cho người khác một cành hoa trên tay sẽ lưu lại hương thơm. Bạn đối xử tốt với người khác mới có thể đối tốt với bạn. Bạn đối xử lễ phép với người khác mới có thể lễ phép với bạn. Có một câu chuyện thế này. Vào năm Trinh Quán thứ 7, đường Thái Tông cho phép những tử tù được về thăm nhà, đợi năm sau trở lại nhà ngục chấp hành án tử hình. Nhưng qua một năm đã đến ngày ước định, chỉ có một tù nhân là không trở lại nhà ngục. Trong lúc mọi người đều tức giận oán trách, thì người tử tù nọ lê tấm thân đầy bệnh tật của mình tiến tới. Đường Thái Tông không trách cứ người tử tù này, ngược lại vẻ mặt ôn hòa mỉm cười gật đầu, đại xá cho tử tù. Vẻ mặt ôn hòa là sự tôn trọng. Đối với bằng hữu, vẻ mặt ôn hòa là một loại tôn trọng và thể hiện nhân cách của bản thân. Bằng hữu có rất nhiều loại, tâm đầu ý hợp, quen sơ sơ bạn nhậu, vân vân. Bằng hữu chân chính sẽ cùng bạn chung mưa gió. Khi bạn đi sai đường sẽ thẳng thắn chỉ ra. Khi bằng hữu chỉ ra sai lầm của mình, cần ôn hòa, khiêm tốn tiếp nhận. Nên biết rằng không phải bằng hữu nào cũng có thể làm như vậy. Bạn chỉ cần biểu hiện khó coi một chút, sẽ đánh mất đi những người thầy đáng trân quý này. Chúng ta đều có những phút giây tâm tình không tốt, nhưng khi đó đừng lấy bằng hữu xung quanh làm nơi trút giận. Vẻ mặt khó chịu sẽ khiến cho tình bạn chịu tổn thương rất lớn. Tri kỷ khó gặp, bằng hữu như một cái gương, đánh vỡ rồi thì không cách nào khôi phục được hình dạng như lúc trước. Đối đãi bằng hữu với vẻ mặt ôn hòa, học được cách loại bỏ những cảm xúc bất lương đối với những kiến nghị của bạn bè, thì khiêm tốn tiếp nhận. Đường Thái Tông đối với những lời can gián thẳng thắn của thần tử đều luôn khiêm tốn tiếp thu. Một lần Thái Tông có ý định đi dạo Lạc Dương, bèn hạ lệnh tu sửa cung điện Đông Đô. Trương Huyền Tố thấy vậy đã thẳng thắn can gián, nói rằng trong khi đất nước còn có trăm thứ cần tu bổ, thì việc đại tu cung điện này chính là đi theo con đường của Tùy Dạng Đế. Kết cục e rằng cũng không khác mấy so với vô trụ, vô kiệt mà thôi. Đường Thái Tông nghe xong trong lòng nổi giận, nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, ông đã ôn hòa mà nói với Trương Huyền Tố rằng mình đã không cân nhắc chu toàn tiếp nhận lời can gián. Đường Thái Tông đối với lời phê bình mạo phạm của thần tử mà vẫn giữ được vẻ mặt ôn hòa. Chúng ta đối đãi với bằng hữu, lẽ nào lại không thể giữ được thái độ ôn hòa như vậy? Quý vị thân mến, vừa rồi Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ tử vi chọn đời của cô bác tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây
sẽ giúp quý cô bác có cách nhìn tổng quan hơn về vận trình công danh, sự nghiệp, sức khỏe và gia đạo của mình. Những thông tin mà ban biên tập chương trình chia sẻ chỉ mang tính chất tham khảo và nó không đúng 100% với tất cả quý bản mệnh. Vì mỗi người sinh ra đều có số mệnh của riêng mình và nếu quý vị nào muốn được tư vấn riêng thì quý vị vui lòng để lại thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính và vấn đề cần giải đáp ở bên dưới phần bình luận của video này. Ban biên tập chương trình kênh Minh Đường Tử Vi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Quý vị và các bạn cũng nhớ hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, rồi sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để liên tục được cập nhật những thông tin bổ ích mỗi ngày quý vị nhé. Xin chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.